Xin chào các bạn và các em. Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu bài số 2 với chủ đề My House trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới Global Success trong bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các bạn và các em thân mến, để chúng ta có thêm các bài giảng tham khảo, các bạn và các em hãy tìm chương trình mới trung học cơ sở trung học phổ thông trên trang YouTube. Hãy đăng ký và theo dõi. Trên kênh sẽ có rất nhiều bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản để chúng ta cùng tham khảo. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với nội dung của bài học. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu Lesson 5 Skills 1 Reading and Speaking với các nhiệm vụ sau đây. Reading, chúng ta có 3 nhiệm vụ. Speaking, chúng ta có 2 nhiệm vụ. Chúng ta cùng vào phần thứ nhất, kỹ năng thứ nhất, Reading. A room at the Crazy House Hotel, Đà Lạt. Chúng ta cùng vào nhiệm vụ số 1. Look at the text. Answer the questions. Hãy nhìn vào bài đọc và trả lời câu hỏi. Đây là một lá thư điện tử từ Nick gửi đến Phong với chủ đề là A Room at the Crazy House Hotel. Trước tiên, chúng ta cùng đọc bài đọc trước đã. Hi Phong and me. How are you? I'm in Đà Lạt with my parents. We are staying at the Crazy House Hotel. Wow, it really is crazy. There are 10 rooms in the hotel. There's a kangaroo room, the egg room, and even an ant room. I'm staying in the tiger room. It's called the tiger room because there's a big tiger on the wall. The tiger is between the bathroom door and the window. The bed is next to the window, but the window is strange shape. I put my bag under the bed. There's a lamp, a wardrobe, and a desk. You should stay here when you visit Đà Lạt. It's great. See you soon, Nick. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu phần câu hỏi. Câu hỏi số 1 là Is it an email or letter? Đó là một lá thư điện tử hay là một lá thư bình thường? Câu hỏi số 2 What is the text about? Bài đọc này nói về cái gì? Trước tiên chúng ta xác định, nếu chúng ta nhìn thì chúng ta đã thấy ngay đây là một lá thư điện tử. Vậy câu trả lời của chúng ta là It's an email. It's an email. Đó là một lá thư điện tử. Còn câu trả lời số 2 đó là The text is about Nick's room at the Crazy House Hotel. The text is about Nick's room at the Crazy House Hotel. Cái bài này là nói về căn phòng của Nick ở Crazy House Hotel. Chúng ta sang nhiệm vụ số 2. Read the text again and answer the questions. Hãy đọc bài đọc một lần nữa và trả lời câu hỏi. Ở đây chúng ta có 4 câu hỏi. Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu câu hỏi đã. Câu hỏi số 1. Who's Nick in Đà Lạt with? Nick ở Đà Lạt với ai? Câu hỏi số 2. How many rooms are there in the hotel? Ở khách sạn đó có bao nhiêu phòng? Câu hỏi số 3. Why is the room called the Tiger Room? Tại sao căn phòng đó lại được gọi là Tiger Room? Câu hỏi số 4. Where is Nick's bag? Túi sách của Nick thì để ở đâu? Bây giờ chúng ta cùng đọc lại bài đọc. Câu hỏi số 1. Nick đi Đà Lạt với ai? How are you? I'm in Đà Lạt with my parents. Nick nói là tớ ở Đà Lạt cùng với bố mẹ tớ. Vậy câu trả lời sẽ là He's in Đà Lạt with his parents. He's in Đà Lạt with his parents. Anh ấy ở Đà Lạt với bố mẹ của anh ấy. Câu hỏi số 2. How many rooms are there in the hotel? Khách sạn đó có bao nhiêu phòng? We're staying at the Crazy House Hotel. Wow, it's really crazy. There are 10 rooms in the hotel. There are 10 rooms in the hotel. Có 10 phòng trong cái khách sạn đó. Vậy câu trả lời cho câu hỏi số 2 sẽ là There are 10 rooms hoặc là 10 rooms không cũng được. Câu hỏi số 3. Why is the room called the Tiger Room? Tại sao cái căn phòng đó lại được gọi là Tiger Room? Đây. I'm staying the Tiger Room. It's called the Tiger Room because
There's a big tiger on the wall. Nó được gọi là tiger room bởi vì có một con hổ rất lớn ở trên tường. Vậy câu trả lời của chúng ta sẽ là because there's a big tiger on the wall. Câu hỏi số 4. Where's Nick's bag? À, túi sách của Nick để ở đâu? I put my bag under the bed. I put my bag under the bed. Tớ để túi của tớ ở dưới gầm giường. Vậy thì câu trả lời sẽ là it's under the bed. Nó ở dưới gầm giường. It's under the bed. Nó ở dưới gầm giường. Chúng ta tiếp tục sang của nhiệm vụ số 2. Circle the things in the tiger room. Hãy khoanh tròn những đồ vật có ở trong tiger room, trong cái phòng gọi là tiger đấy ạ. Các đồ vật sau đây. Chúng ta có các đồ vật sau đây. A window, một cái cửa sổ. A cooker, một cái bếp. A shelf, một cái giá. Dạng như giá sách ạ. A desk, một cái bàn học. A wardrobe, một cái tủ. A cupboard, một cái tủ đựng bát đĩa. A lamp, một cái đèn. A tiger, một con hổ. Để biết rằng là ở trong phòng có những đồ vật nào thì bây giờ chúng ta phải đọc lại cái phần bài đọc hay là phần lá thư điện tử đó. Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Đây. Để tả cho căn phòng thì bạn ấy nói là the tiger is between the bathroom. Chúng ta có tiger đã. And the window. Có cả cái cửa sổ này. The bed next to the window. But the window is strange shape. But I put my bag under the bed. There's a lamp, wardrobe and a desk. Thế chúng ta đã thấy có tiger này, có window này, có lamp này, wardrobe này, và a desk. Đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ cùng xem nào. A window có này. A wardrobe có này. A lamp có này. A desk có này. A tiger có này. Đúng không ạ? Vậy có những thứ mà chúng ta đã thấy là Nick nói là ở trong phòng này có cái gì rồi. Đúng không nào? Để biết được nó có những cái gì thì chúng ta nhớ là nhìn thấy chữ tiger, chúng ta đánh dấu vào chữ tiger ở đây và chúng ta gạch vào chữ tiger. À xin lỗi, window, chúng ta đánh dấu vào chữ window ở trong phần câu trả lời. Và sau đó chúng ta gạch bỏ chữ window ở trong phần bài đọc, text. Thì chúng ta sẽ thấy là những chữ nào đã được gạch bỏ, nó xuất hiện có ở đây. Thì có nghĩa là ở trong phòng này nó có. Còn nếu không có, nếu không được gạch bỏ và không xuất hiện trong bài đọc, thì có nghĩa là trong phòng này không có. Chúng ta cùng sang nhiệm vụ tiếp theo. Create a new room for the hotel. Bạn hãy tạo ra một căn phòng mới cho khách sạn đó. Draw a plan for the room. Hãy hãy vẽ một như mình gọi là hãy vẽ ra cái sơ lược cho cái phòng đó. Tùy vào cái trí tưởng tượng của các bạn để các bạn có thể vẽ ra bức tranh ấy. Các bạn có thể vẽ ra một bức tranh quen thuộc hoặc là vẽ ra một bức tranh rất lạ lùng. Nhưng các bạn nhớ khi vẽ xong chúng ta tả được nó. Show your plan to your partner and describe it. Sau khi vẽ xong, bạn cho các bạn mình xem và hãy tả lại nó. Ví dụ như cô vẽ một căn phòng có con this is a shark room. There's a big shark at the door. There's a table, a sofa in the middle of the room. Nghĩa là chúng ta vẽ một cái hình gì đó ở cửa sổ hoặc ở cửa ra vào hoặc là trên bức tường thì đánh dấu luôn và mô tả luôn đó là bức tranh, cái căn phòng đó được gọi là gì. Và sau đó chúng ta sẽ mô tả xem trong căn phòng đó có cái gì bằng cấu trúc there is a, có cái gì đó, hoặc có nhiều cái gì đó chúng ta dùng there are. Nên chúng ta chỉ vẽ, có thể chúng ta chỉ vẽ một vài đồ vật thôi, nhưng nhất thiết là phải có một cái dấu hiệu để đặt tên cho căn phòng đó. Chúng ta vừa mới hoàn thành xong lesson 5, bài số 5, skills 1 trong với chủ đề My House. Các bạn và các em thân mến, các bạn và các em hãy tìm bài giảng bằng cách đánh từ khóa chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông trên trang YouTube. Hãy đăng ký và theo dõi. Trên kênh sẽ có các bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản để chúng ta cùng tham khảo. Hẹn gặp lại các bạn và các em ở những bài học sau.